Thưa quý vị, điều trị nhắm đích và ghép tế bào gốc là hai phương pháp điều trị ung thư máu đem lại kết quả khả quan, cải thiện tiên lượng nhiều so với trước đây. Tùy vào mục đích điều trị, tế bào ung thư, nguyên nhân gây bệnh mà sử dụng đơn lẻ hoặc là kết hợp các phương pháp để đem lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Mỗi năm, Việt Nam phát hiện thêm gần 6.300 ca mắc ung thư máu mới, hơn 4.700 ca tử vong vì bệnh này. Đây là một trong 7 bệnh ung thư có số ca mắc mới cao nhất Việt Nam. Mỗi dạng bệnh và thể trạng bệnh nhân lại phù hợp với phương pháp điều trị khác nhau. Hôm nay là ngày khám định kỳ của cô Lan Anh. Mỗi tháng một lần, cô bắt xe từ Phú Thọ đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xét nghiệm các chỉ số máu. Mỗi lần tái khám là một lần hồi hộp, và thật may, đến hôm nay, các chỉ số xét nghiệm máu đều âm tính và cô lại tiếp tục hy vọng. 7 năm là quãng thời gian cô Lan Anh điều trị ung thư máu bằng thuốc Vribex, phương pháp điều trị nhắm đích. Phương pháp này đã đem lại niềm hạnh phúc cho cô và gia đình. Tôi thấy sức khỏe nó yếu hơn, mệt mỏi, đau nhức xương khớp, thì tôi đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đi làm xét nghiệm máu và được chuyển đến bệnh viện huyết học. Lúc đấy thì bác sĩ có tư vấn cho tôi là nhiều phương pháp là truyền hóa chất, trị xạ. Thì gia đình tôi đã lựa chọn một cái phương pháp là dùng thuốc Gripex, là hóa chất khô của Mỹ để điều trị. Trong suốt thời gian điều trị là tôi đã dùng loại thuốc này, mang lại kết quả rất là tốt. Sức khỏe của tôi đến giờ đã được ổn định, các chỉ số trở về bình thường. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cả gia đình đều mừng khi mình được dùng cái thuốc này và đã mang lại cái kết quả tốt đẹp. Sự ra đời của các loại thuốc điều trị nhắm đích là bước phát triển có tính chất đột phá trong điều trị ung thư. Nhờ được điều trị nhắm đích, người bệnh vẫn có thể học tập, làm việc và không ngừng vươn tới những điều tốt đẹp như bao người khác.